ngôi sao phòng vé Việt thập niên 90, ngoài 50 tuổi vẫn phong độ. Từng là ngôi sao phòng vé thập niên 90, cuộc đời của nghệ sĩ này hiện ra sao? Giai đoạn những năm 90 của thế kỷ 20, cùng với những cái tên như Lê Công Tuấn Anh, Lý Hùng, Lê Tuấn Anh, nghệ sĩ Hoàng Phúc cũng được yêu mến bởi vẻ ngoài nam tính và diễn xuất vô cùng chuyên nghiệp. Nhìn lại cuộc đời làm nghề của anh, khán giả không khỏi nể phục. Từ cậu bé vô danh đến tài tử nức tiếng điện ảnh Việt, nghệ sĩ Hoàng Phúc sinh năm 1967. Từ năm 1980, khi mới là cậu bé 13 tuổi, nam tài tử đã bén duyên với điện ảnh. Vai anh hùng Lê Văn Tám trong Ngọn Lửa Thành Đồng đã nuôi dưỡng ước mơ diễn xuất trong con người anh. Thế nhưng đáng tiếc lúc đó khán giả không để ý nhiều tới cái tên Hoàng Phúc. Những năm cuối 80, sự nghiệp của anh vẫn chưa khởi sắc, một phần do anh tạm dừng công việc để đi nhập ngũ. Sau khi đi bộ đội về, anh xin vào chạy việc ở hãng phim Nguyễn Đình Chiểu, nhờ vậy mà được đạo diễn Lê Mộng Hoàng chấm thẳng, cho xuất hiện ở bộ phim Tình Khúc 68 mà không cần phải qua thử vai. Năm 1991, Hoàng Phúc tham gia cuộc thi diễn viên triển vọng của Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Kể từ đây trở đi, anh bắt đầu trở thành một ngôi sao phòng vé của thập niên 90, thời điểm phim Mì Ăn Liền đang thịnh hành, Hoàng Phúc là cái tên vô cùng ăn khách. Anh xuất hiện trong hàng loạt bom tấn phòng vé như Bụi Hồng, Phượng Sài Gòn, Đảo Hải Tặc, Lệnh Truy Nã, Tây Sơn Hiệp Khách, có thể nói lúc bấy giờ. Hoàng Phúc sở hữu trong tay sự nghiệp mà rất nhiều người khao khát. Biến cố ập đến, nghỉ đóng phim để toàn tâm toàn ý lo cho mẹ. Giai đoạn phim ảnh Mì Ăn Liền bắt đầu thoái trào cũng là lúc gia đình nghệ sĩ Hoàng Phúc gặp biến cố. Lúc này mẹ của anh bị tai biến và anh quyết định rút khỏi phim ảnh để dành trọn thời gian ở bên chăm sóc mẹ. Năm 2007, sau khi mẹ qua đời, Hoàng Phúc từng nghĩ việc trở lại đã là chuyện xa vời nhưng nghề chọn người. Anh nhanh chóng có cơ hội tái xuất màn ảnh với một hình tượng hoàn toàn khác. Loạt vai phản diện, hành động trong những bộ phim như Bẫy Rồng, Nghề Báo, Cưới Ngay Kẻo Lỡ, Để Mai Tính Hai đã một lần nữa đưa cái tên Hoàng Phúc đến gần với khán giả. Tuy không học qua trường lớp diễn xuất chuyên nghiệp, nhưng trong sự nghiệp của mình, nghệ sĩ Hoàng Phúc khiến khán giả phải nhiều lần trầm trồ với những màn thể hiện ấn tượng của mình. Từ chính diện đến phản diện hay những vai diễn có số phận khắc khổ đều không làm khó được anh. Cho đến nay, Hoàng Phúc đã đảm nhận trên 300 vai diễn, ngoài ra còn thử sức ở vai trò đạo diễn và nhà sản xuất phim. Hiện tại, nam nghệ sĩ đã ngoài 50 tuổi. Anh ít đóng phim hơn để chăm lo cho gia đình nhỏ. Trên trang cá nhân, Hoàng Phúc thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường và khiến khán giả bất ngờ khi vẫn rất phong độ, trẻ trung.